thiền định. Người ta nói cái gì chúng ta cũng không quan trọng, chúng ta không quan trọng, bởi vì chúng ta đến bớt bệnh mà người ta không lấy tiền của mình mà bớt bệnh. Tại sao mấy tháng trước mình ngồi nó bớt bệnh, rồi bữa nay mình gặp về nó lại đau? Tại sao tôi mấy bữa tôi ngồi tốt, mà bữa nay tôi ngồi sao bữa nay tôi gặp về tôi đau dữ quá? Có nhiều người gọi điện tới tôi hỏi như vậy là không thuộc bài. Bởi vì sao? Năng lực từ 1 cho đến 3 thì đã nói ra nó đâu như giờ sao? Đâu thì mình về trường chắc chắn gì mình mới điện mình hỏi đêm hôm cho nó phiền bớt. Quý vị nghe rõ cái ý này chưa? Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Nơi này là cái nơi tịnh dưỡng. Chúng ta tin tưởng 100%, cứ đâu là về trường ngồi tập, ngồi. Và còn gì? Có anh em và hàng ngày chúng ta sẽ thấu hiểu lên. Chúng ta đừng khủng hoảng tinh thần khi học qua cái lớp này rồi. Khi chúng ta đâu một cái khi chúng ta không nắm bắt được cái bài vở người ta đã chia sẻ cho mình. Giả như là bắt đầu mua thuốc uống vào rồi chu cha sợ lung tung hết nậu cái bí nhiêu đó là toàn bộ nó tiêu diệt toàn bộ cái tế bào tốt chúng ta rất là nhiều. Chúng ta tự làm tổn thương mình á, cho nên không sợ, không sợ chết, tin tưởng tuyệt đối mình đến môn tập mà ngồi là bất bệnh. Đó là cái niềm tin. Ăn uống, chúng ta ăn uống theo cái cách mà ít ăn thịt. Ví dụ bây giờ chúng ta không có ăn, mình không có ăn chay, nhưng mà mình ăn thịt một tuần, mình ăn một ngày, ăn cá một ngày, ăn đậu một ngày, mình ăn xen, đan xen với nhau để bảo vệ sức khỏe của mình. Và bây giờ trên cái những cái bài báo của học hàng sống người ta chỉ cho mình qua những thức ăn rất là tốt để bảo vệ sức khỏe, uống nước, chúng ta giữ gìn sức khỏe của mình. Và trước khi quý vị đi ngủ uống một ly nước, trước khi quý vị ngồi thiền uống một ly nước mật ong như một lát chanh để nó nhuận gan. Và trước khi ăn cơm chúng ta uống một ly nước, nghỉ đi 30 phút rồi chúng ta ăn cơm. Ăn cơm xong chúng ta nghỉ 20 phút mới được uống nước. Trước khi chúng ta nằm xuống là chúng ta uống ly nước. Nghỉ trưa đây chúng ta nằm uống ly nước. Bởi vì nước nó vào trong cơ thể chúng ta đang đào thải tất cả những cái đường, những cái không cần thiết nó đẩy ra qua cái hệ thống sinh mạch trong cơ thể của mình. Cho nên chúng ta thường xuyên dùng nước. Cho nên trước khi đi ngủ là bà con mình cũng phải uống một ly nước. Vô trong sầm tắm chúng ta uống một ly nước ấm để khỏi đột quỵ. Uống ăn đầy đủ theo đúng cái khoa học tiêu chuẩn của mình. Như vậy chúng ta cân bằng chất và cân bằng lượng trong cơ thể chúng ta thì cái năng lượng đủ rồi. Qua cơ thể chúng ta đã nuôi một cái thân thể khỏe mạnh như thế này, nó không có đau yếu, là do chúng ta biết cân bằng chất và cân bằng lượng là như vậy. Cân bằng chất là gì? Những cái chất nóng chúng ta ăn vào nó không cân bằng. Ví dụ như bây giờ mình đại tràng mình ăn ớt vô là nó nóng, nó mới đau à, là chúng ta không cân bằng được cái chất. Cân bằng lượng, ví dụ giờ chúng ta nhiều cái hải sản chúng ta bị hàn đi, chúng ta không đủ cái năng lượng để nó đẩy ra thì chúng ta ăn những cái thức ăn đó cho nên cuối cùng chúng ta bị hàn đi rồi đau cái thân của mình, cuối cùng cũng bị như ngay. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng những ăn là bị dự nguyên tử là bị thiền. Chúng ta ăn uống nghỉ ngơi vừa độ là tốt nhất à. Như vậy hôm nay chúng ta học qua cái cách mỗi phun năng lượng và cũng nhắc lại một lần nữa để cho bà con mình nhớ rằng khi học qua lớp này thì chắc chắn năng lực gấp 3 lần nó sẽ đẩy toàn bộ cái đường bệnh trong người mình ra. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối về đường anh em chúng tôi dẫn dẫn, không sao cả. Nếu quý vị không tin tưởng, quý vị mua thuốc uống, có cái gì về đây chúng tôi cũng giúp cho quý vị, không phải là chúng tôi bỏ quý vị, nhưng mà để nó lâu là nó kẹt à. Như vậy coi như là bốn cái phần căn bản này tôi chia sẻ. Bây giờ chúng ta học xong ở cái lớp cấp 1, cấp 2 và cấp 3 rồi. Thì hôm nay sau cái lớp học hôm nay là chúng ta được khai mở đi xa xăm. Chúng ta sẽ bắt đầu là thanh máu. Tức là hôm nay chúng ta trị bệnh cho người bệnh, chúng ta không hạn chế đâu nha. Tức là ngày xưa chúng ta không được đụng cái luân xa xấu của người bệnh, chúng ta không được ra trước người bệnh, chúng ta không đặt cái chỗ đông y bên mặt của người bệnh, chúng ta không được nắm ngón tay cái và chân cái của người bệnh và không được rào tay ra khỏi người bệnh. Hôm nay chúng ta không có hạn chế gì cả. Và nhất là ngày xưa chúng ta ngồi cách nhau 2 tiếng là chúng ta trị, mà ngồi quá 2 tiếng là chúng ta không trị bệnh cho người bệnh. Nhưng bữa nay sáng ngày chúng ta ngồi 6 giờ đến 7 giờ mà 11 giờ là 4 tiếng đồng hồ sau. Mà có người nhờ mình phụ là mình cũng phụ, bởi vì bây giờ năng lực mình nó mạnh rồi cho nên không sao cả. Nhưng trước
khi chúng ta muốn trị bệnh cho ai là chúng ta phải có cái năng lực trước. Cái đèn lâu sáng chúng ta có ngồi thì các nhà môn tiếng chúng ta trị được. Sáng không ngồi mà người ta tới nhờ mình trị là biết đường xa là dính được. Khi trị bệnh cho người bệnh xong, nguyên tắc bỏ ngồi trở lại, không có bỏ. Ví dụ như bây giờ ở đây các anh em họ mở được xa xong rồi họ phải ngồi trở lại, họ phụ lớp xong họ đều ngồi trở lại hết, là bởi vì sao? Họ ngồi để được cái lực. Như vậy chúng ta phục bệnh rồi, chúng ta trao đổi cái nguồn năng lượng từ cũ qua mới của mình cho người bệnh, và chúng ta rút cái nguồn năng lượng mới từ vũ trụ qua mình, và chúng ta ngồi tiếp tục thu nữa thì nó mới tái được cái trường bệnh mình ra. Cho nên trị bệnh cho người khác là chúng ta trao đổi nguồn năng lượng từ mới và cũ, cho nên nó dồi dào năng lượng trong người của mình, nó nhanh bớt bệnh mình hơn. Cho nên là qua cái lớp này bà con mình không hạn chế, có thể cân bằng âm dương là thiên độ đánh trung, rồi có thể rút dò đếm ngón từng cái, có thể là quanh thanh máu. Trước nhất là chúng ta tự thanh máu cho mình hôm nay. Sau khi chúng ta được thay mở cái hai cái lưu xa này thì quý vị coi như là bắt đầu tự thanh máu cho mình. Mở lưu xa xong, quý vị xuống ngồi một tiếng để hưởng thụ cái lực, và chúng ta ngồi xong rồi đủ một tiếng ta em họ kêu mình thì mở mắt ra, nắm tay tiếp mũi tới miệng ba lần xê tay xong. Bắt đầu chúng ta lát cái chân ra, chúng ta so so cũng được, rồi sau đó chúng ta nắm tay trở lại, dựa vào đắp nắm tay trở lại, tiếp mũi tới miệng ba lần xê tay, chúng ta hoặc như thế nào là tự thành báo cho mình. Đây ba ngón chúng ta để ở cái việc thầm môn là ngay cổ tay chúng ta, ngón cái là chúng ta đặt tại ngón út là như thế nào. Đây là tư thế thanh máu. Thanh máu là gì? Thanh máu là đưa năng lực trực tiếp vào trong cái mạch máu chính, nó tăng cái đề kháng trong máu và nó giải quyết cái máu của mình, giải quyết toàn bộ bệnh cho mình. Hai cái ngón út và cái ngón cái chúng ta để hai bên cái cổ tay, và cái ba ngón là chúng ta để trực tiếp trong cái cổ tay của mình, quý vị nhìn này. Và khi chúng ta ngồi mà chúng ta thanh máu cho mình là chúng ta đưa cái năng lực vô trong máu, thì chúng ta không có dở cao vào đâu, mà cứ dở đâu quý vị thấy á, chơi đụng bày về mình ngồi thanh máu mình dở cho bao nhiêu là không được, mà để dài đó, không đụng ở đây, không đụng ở đây, trong vòng 5 đến 7 đến 10 phút cũng được. Khi nào chúng ta thấy không muốn thanh máu nữa, chúng ta nắm tay lại, hít mở mắt ra, hít mũi tới miệng ba lần, thì đây là kết thúc cái trị bệnh cho mình. Một ngày chúng ta ngồi 3 lần thanh máu 3 lần. Một ngày chúng ta ngồi 4 lần thanh máu 4 lần. Bởi vì thanh máu là một việc rất quan trọng chúng ta đến đây học, mà chúng ta không thanh máu thì bỏ cuộc. Quý vị nghe rõ cái này chưa? Bỏ cuộc. Như vậy mình học qua cái lớp này rồi là mình ngồi thanh máu. Thanh máu cho mình thì không quan trọng là mấy chục phút. Không quan trọng mấy chục phút. 10 phút cũng được, mà nếu như chúng ta có thời gian sáng thanh máu tới chiều cũng được, miễn sao nó không có lợi, nó không có hại gì hết, nó có lợi cho mình. Nhưng mà ngày sáng mà ngồi cứ dậy cho tới chiều miễn ngày ngồi được, chúng ta dậy được rồi, quý vị rõ chưa? Đó, như vậy hôm nay chúng ta có cái phương pháp là tự thanh máu cho mình. Bây giờ tôi sẽ nói lại 6 điều đó. Điều thứ nhất là lớp này chúng ta cũng không bỏ tập một ngày nào hết. Khi quý vị học qua cái lớp cao hơn, tức là lớp cấp 4, lưu sai chúng ta quay ngày đêm, có khả năng quý vị bỏ một ngày học tập cũng không sao. Nhưng cái lớp này quý vị phải trước những người học cấp 4, cấp 5 về, mà chúng ta thấy người ta không tập một ngày, mình cũng phải trước không tập là mất lưu sai. Bởi vì cái năng lực quý vị có cấp 3 lần thôi của cái lớp cấp 1, 2. Còn cái năng lực lớp cấp 4 là cấp 3 lần ở cái lớp cấp 4 của chúng ta, cho nên nó mới có đủ cái năng lực. Như vậy, bây giờ coi như là chúng ta một ngày chúng ta bận việc gì là chúng ta cũng phải tập cho được một lần, chứ nếu không mất luân xa. Và luân xa của chúng ta không tính ngày đêm của giấc ngủ, chỉ tính cái giấc ngủ 24 trong vòng một ngày một đêm thì không tính, mà chỉ tính cái giấc ngủ là 2 tiếng. Ví dụ như quý vị ngồi, quý vị ngủ quá 2 tiếng, mà quý vị có ngồi 4 lần cũng phải ngồi trở lại, quý vị đã ngủ 2 tiếng rồi. Còn quý vị ngủ 10 phút, 15 phút thì không sao, đó là cái giấc ngủ của chúng ta mà quý vị học ở lớp 1, 2 rồi. Bây giờ lớp cấp 3 tôi chỉ nhắc lại là thôi. Và điều thứ hai là sau lớp học hôm nay, như tôi nói lúc nãy, chắc năng lực nó có 3 lần. Nó sẽ thấy toàn bộ được mình trong con người quý vị. Nếu quý vị tìm được, về được, anh em chúng tôi giúp cho quý vị. Đó là cái điều thứ hai.
chúng ta có khả năng, nếu chúng ta chưa ở được thì chưa tin tưởng được, có thể đi bệnh viện đột được, nhưng mà rất cái tình trạng đi đến mùa này, đi đến thuốc nước mùa rồi người ta cho mình uống vô không có mê tín gì đâu. Môn học chúng ta là một môn khoa học mang đầy tính chất nhân văn, nó không có cái mê tín gì đâu trong đó. Cho nên quý vị không đi đến mê tín gì đâu rồi uống bùa, uống thuốc, uống nước, uống cái nào uống kia là không được, mà có thể đến bệnh viện khác. Và chúng ta cũng có thể đến bệnh viện, khi chúng ta đến bệnh viện là chúng ta nằm tập, khi chúng ta xuất viện rồi chúng ta ngồi tập thì chúng ta không dùng thuốc, còn đang nằm trong bệnh viện là vẫn dùng thuốc. Chúng ta nằm với cái tư thế là thẳng tề thẳng chân, chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần. Khi nào canh đồng hồ đã tích tiến đủ 1 tiếng, chúng ta mở mắt nắm tay hít mũi thở miệng 3 lần là kết thúc. Như vậy chúng ta nằm để làm sao chúng ta quay tư thế nằm không đủ năng lượng dự trữ để trị bệnh cho mình. Cho nên chúng ta có quyền đi bệnh viện, nhưng chúng ta vẫn nằm chứ không sao cả. Và đi bệnh viện nằm thì phải dùng thuốc, còn nằm mà không dùng thuốc thì kết quả không mang lại cho mình. Đó là điều thứ hai. Khi bệnh cũ tái trở lại, nếu chúng ta chưa có điều kiện về đường thì chúng ta cứ đi bệnh viện. Điều kiện thứ ba là khi tâm lý chúng ta không được bình thường. Tâm lý chúng ta không bình thường là lúc buồn, lúc vui, lúc tức giận, lúc coi như là tính toán, lúc coi như sợ sợ, thì những cái tư tưởng này, cái tâm lý này nó không có được ổn định, cho nên chúng ta không có được ngồi tập trong cái tâm lý như vậy. Điều thứ tư là cao ngạo. Sau lớp học hôm nay chúng ta đến cái môn học này là năng lực gấp 3 lần, chúng ta có thể trị mình rút giò 2 người, 1 người đẩy và 1 người rút, chúng ta có thể làm được cái việc đó. Như vậy chúng ta không cao ngạo, không cho ta đây là thầy bà, và không lợi dụng người bệnh trên mọi hình thức nào hết. Đàn ông phụ cho người bệnh, cho người đàn bà thì họ đâu cân bằng âm dương, chúng ta không được phép để một tay ở trong cái chỗ cái cục bộ của họ và một tay nữa chúng ta để đưa ra như thế này, không được đẹp sáng. Nếu như người phụ nữ đó có cái bộ ngực nó lớn và nó bây giờ nó ăn bằng nó kêu gọi, cho nên chúng ta không có được đẹp thẳng vô mà chúng ta để như thế này, được ý là đã bảo vững được đó. Như vậy con mình âm dương là một tay không xa không đem, một tay nữa chúng ta để được gọi là thiên đoàn thành trung như thế này. Nếu là người đàn ông, khi chúng ta phụ cho người khác giới, đánh tình trạng không được đẹp tới cái vùng cầm của người ta, chúng ta chỉ lấy cái tay nói với người bệnh, ví dụ người đó bị bằng quang thì chúng ta nói với họ chút nữa tôi đặt cái vai chị là chị để cái tay nó vùng đâu, thì họ để ngay cái bằng quang, chúng ta đặt cái tay của mình vào và đưa cái vào bàn tay nó đi thẳng cái vùng đâu, chúng ta không lý do gì mà đặt vào vùng bằng của người khác đó là cái đó không được. Khi trị bệnh ăn mặc đồ thường quang, không được ăn mặc sắp xếp quần áo lèn đen lử tử, rồi coi như là nói đây, nói năng là nói tào lao, nói kiêu lông, rồi nói giỡn, nói cợt. Chúng ta là người trường sinh học, từ cấp 3 đó lên chúng ta ăn nói phải chung, bởi vì lời nói là mỗi cái nghiệp, cái khẩu nghiệp, chúng ta làm sao làm liệu đó mà nói. Quý vị nói lung tung thì quý vị mang cái khẩu nghiệp, và quý vị mang khẩu nghiệp thì bệnh quý vị không bớt. Tuy rằng quý vị có đặt tay vô gọi là làm việc thiện để trị bệnh cho người ta có thương, nhưng khẩu nghiệp này chúng ta đã nhờ nói ra, cho nên cuối cùng chúng ta phải mang cái khẩu nghiệp để giải giải. Cho nên phụ bệnh, có người phụ bệnh rất là tốt, nhưng có người phụ bệnh không tốt là cái lý do sao chúng ta hay nói lung tung, hay nói tung lăng, hay giỡn cợt, hay nói chơi giỡn với người bệnh nhân, có tuyệt đối không có được, coi như là đem những cái hình thức đó vào trong cái tư thế của bệnh là không được. Khi của bệnh chúng ta không được phép mang vào bệnh viện của mình hay bệnh viện của người bệnh, mà cái phụ có cái mau đông người thanh thiên bệnh nhân không có được mang vô phòng kiến để phụ. Khi của bệnh cho người bệnh là chúng ta tuyệt đối không lợi dụng lấy cái mô tập hình này làm cái nghề, là hoàn toàn không, mà chúng ta thương cái người bệnh đó như người gia đình của mình, và tuyệt đối tôn chỉ mục đích là cho chứ không nhận, cho nên không được nhận quà cáp lấy một cái gì của ai. Đó là điều thứ năm, một lời cảm ơn cũng không nhận. Điều thứ sáu là tình thương, thương ai không bằng thương mình. Sáng ngày quý vị không ngồi trên giường ngủ của mình, trong cái đầu ngày là quý vị đã tự ruồng bỏ cái tình thương của mình, mà không thương mình thì mình không thương được ai. Khi chúng ta ngồi được 1 tiếng rồi thì ra con mình đâu mình tổn được, mình ban cái tình thương cho con mình.
Khi người hàng xóm họ đau, họ nhờ mình phụ, mình ban cái tình thương cho người hàng xóm. Như vậy chúng ta ngồi một cái buổi sáng là chúng ta đã biết thương mình, thương những người gia đình của mình và thương những người xung quanh. Đây là sáu cái điều tắm căn bản nhất. Nếu như những người của chúng ta có cứ làm bắt nào, tôi mà phạm một trong sáu điều tắm này cũng đều rất đại, không đi gì quý vị. Bởi vì tôn chỉ phong cách môn thành chúng ta nó rất là sâu và nó xét bét, nó không có một cái ràng buộc nào hết. Nhưng sáu điều tắm này chúng ta làm hoặc treo thì tự động chúng ta rất là tốt. Đó mà gọi là xét bét, một lưỡi dao vô hình mà chúng ta tự làm và tự cách lên mình mà thôi. Đó. Như vậy sáu điều pháp này là cuối cùng ở các phần lý thuyết.